Chào mừng các anh chị đã đến với đoạn phim hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Đây là phần mềm thuộc dự án Bơ ăn học đường, được thực hiện bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế và công ty Ajinomoto Việt Nam. Đoạn phim này sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng chức năng tự tạo thực đơn từ nguyên liệu. Chức năng này cho phép anh chị tự xây dựng các món ăn từ các nguyên liệu của địa phương dựa trên kinh nghiệm nấu ăn của nhà trường. Từ đó, tạo nên những thực đơn cân bằng dinh dưỡng với sự trợ giúp của phần mềm thông qua các hướng dẫn và đề xuất đơn giản. Trong chức năng này, anh chị có thể tính dinh dưỡng của thực đơn, tự động điều chỉnh khối lượng nguyên liệu để thực đơn cân bằng dinh dưỡng, tính nguyên liệu và tính tiền của thực đơn vừa xây dựng, lưu, xóa và xem các thực đơn đã xây dựng. Để tự tạo thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ nguyên liệu, anh chị thực hiện các bước sau. Chọn mục Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Chọn chức năng Tự tạo thực đơn từ nguyên liệu. Đặt tên cho thực đơn. Lần lượt đặt tên các món ăn có trong thực đơn mà nhà trường muốn nấu. Để xây dựng các món ăn và tính dinh dưỡng cho thực đơn, anh chị có thể chọn một trong hai cách. Cách thứ nhất, tự chọn nguyên liệu để tự xây dựng món ăn. Cách thứ hai, chọn món ăn có sẵn trong ngân hàng thực đơn. Thao tác theo cách thứ nhất, tự chọn nguyên liệu để tự xây dựng món ăn. Bây giờ, chúng ta sẽ tự xây dựng món mặn theo cách thứ nhất. Anh chị vui lòng thực hiện các bước sau. Bấm nút chọn nguyên liệu để xuất hiện cửa sổ danh mục nguyên liệu. Trong mục chọn nguyên liệu cho, anh chị chọn loại món ăn mà mình muốn xây dựng. Trong ví dụ này, món ăn muốn xây dựng là món mặn. Trong mục nhập tên các nguyên liệu của món ăn, anh chị nhập tên tất cả các nguyên liệu cần tìm để nấu món ăn đó theo kinh nghiệm của nhà trường. Ví dụ, nguyên liệu của món trứng chiên nấm thịt là trứng gà, thịt heo xay, nấm mèo và các gia vị. Lưu ý, khi nhập tên nguyên liệu, anh chị phải nhập hoàn toàn có dấu hoặc hoàn toàn không dấu. Anh chị có thể nhập nhiều tên nguyên liệu cùng lúc và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy và khoảng trắng. Bấm nút tìm nguyên liệu để phần mềm xuất ra danh sách nguyên liệu có tên nguyên liệu mà anh chị cần tìm. Trong cột chọn nguyên liệu, đánh dấu tích vào các loại nguyên liệu để nấu món mặn này. Nhấn vào thêm vào danh sách để chuyển những nguyên liệu đã chọn vào bảng tính dinh dưỡng của thực đơn. Sau khi xây dựng xong món mặn, anh chị có thể tiếp tục xây dựng các món ăn còn lại với hai cách. Cách 1 là tiếp tục tự chọn nguyên liệu để tự xây dựng món ăn như thao tác vừa được hướng dẫn. Hoặc cách 2 là chọn món ăn có sẵn trong ngân hàng thực đơn mà nhà trường thấy phù hợp. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng món canh cho thực đơn theo cách thứ hai, đó là chọn món ăn có sẵn trong ngân hàng thực đơn. Anh chị vui lòng thực hiện các bước sau. Bấm nút chọn món có sẵn để xuất hiện cửa sổ danh mục nguyên liệu từ món. Trong mục nhóm món, chọn loại món tương ứng với món ăn đang xây dựng. Trong ví dụ này là món canh. Trong mục tên món, nhập tên món ăn hoặc nguyên liệu chính của món ăn cần tìm. Ví dụ, món canh mà nhà trường muốn tìm là một món canh nấu từ bắp cải. Bấm nút tìm món ăn để phần mềm xuất ra danh sách các món ăn có tên món ăn hoặc nguyên liệu chính của món ăn mà anh chị cần tìm. Sau khi lựa chọn được món ăn phù hợp, trong cột chọn, đánh dấu tích để chọn món ăn. Nhấn vào nút thêm để chuyển món ăn và các nguyên liệu của món ăn đó vào bảng tính dinh dưỡng của thực đơn. Tiếp tục xây dựng các món ăn còn lại như món chính, món xào và món tráng miệng bằng hai cách trên. Nếu nhà trường chọn dư nguyên liệu trong danh sách, để xóa các nguyên liệu dư đó, trong cột chọn để xóa, anh chị đánh dấu tích vào nguyên liệu muốn xóa. Bấm nút xóa nguyên liệu. Nếu nhà trường chọn thiếu nguyên liệu, vui lòng thực hiện các bước chọn nguyên liệu như đã được hướng dẫn để bổ sung nguyên liệu vào bảng tính dinh dưỡng. Sau khi đã chọn được hết các loại nguyên liệu, lần lượt nhập khối lượng ước tính của từng loại nguyên liệu đã sơ chế dành cho 10 học sinh. Lưu ý, đơn vị nhập là gram. Anh chị nhập khối lượng nguyên liệu theo kinh nghiệm lên thực đơn của mình mà không cần lo lắng khối lượng này có cân bằng dinh dưỡng hay không.
Vì phần mềm sẽ có hướng dẫn giúp anh chị điều chỉnh các khối lượng này để thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Lưu ý, những nguyên liệu của món ăn có sẵn trong ngân hàng thực đơn sẽ có sẵn khối lượng nguyên liệu đã sơ chế dành cho 10 học sinh. Sau khi đã chọn được tất cả các loại nguyên liệu và nhập khối lượng của từng loại nguyên liệu trong thực đơn, bấm nút tính dinh dưỡng để phần mềm tính toán về các chỉ số dinh dưỡng và đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn. Nếu thực đơn chưa cân bằng dinh dưỡng, phần mềm sẽ hiện ra thông báo để hướng dẫn anh chị điều chỉnh khối lượng nguyên liệu sử dụng. Ví dụ, ở thực đơn này, phần mềm đang hướng dẫn rằng để đảm bảo tính dinh dưỡng của thực đơn thì tổng khối lượng gạo trong khoảng từ 900g đến 1100g cho 10 em học sinh. Khối lượng gạo hiện tại là 800g. Do đó, chúng ta có thể điều chỉnh khối lượng gạo từ 800g thành 1000g. Lưu ý, anh chị điều chỉnh khối lượng của các nguyên liệu theo khuyến nghị của phần mềm. Phần mềm sẽ tô đỏ nổi bật các nguyên liệu cần điều chỉnh khối lượng để anh chị dễ nhận biết. Sau mỗi lần điều chỉnh, anh chị bấm nút tính dinh dưỡng để phần mềm tính toán lại giá trị dinh dưỡng của thực đơn và đưa ra hướng dẫn. Sau một số lần anh chị điều chỉnh theo hướng dẫn của phần mềm mà thực đơn vẫn chưa đạt cân bằng dinh dưỡng, lúc này phần mềm sẽ xuất hiện thông báo vui lòng sử dụng tính năng đề xuất. Anh chị hãy tắt thông báo này và bấm vào nút đề xuất. Khi anh chị bấm vào nút đề xuất thì phần mềm sẽ giúp anh chị điều chỉnh khối lượng của các nguyên liệu để thực đơn đạt cân bằng dinh dưỡng. Các nguyên liệu được phần mềm điều chỉnh khối lượng sẽ được tô đỏ nổi bật để anh chị dễ nhận biết. Sau khi đã tạo được thực đơn cân bằng dinh dưỡng, anh chị bấm nút lưu để lưu lại thực đơn vừa xây dựng. Tiếp theo, anh chị tải tập tin tính nguyên liệu của thực đơn mà anh chị vừa tạo bằng cách bấm vào nút tính nguyên liệu. Anh chị có thể xem lại đoạn phim hướng dẫn tạo thực đơn từ ngân hàng thực đơn để thực hiện các thao tác tải và sử dụng tập tin tính nguyên liệu cho thực đơn này. Dựa vào khối lượng các nguyên liệu mà phần mềm cung cấp trong tập tin tính nguyên liệu vừa tải về, nhà trường có thể nấu thực đơn vừa xây dựng theo kinh nghiệm nấu ăn của nhà trường. Để xem định lượng phân chia thực phẩm sau khi nấu, anh chị nhấn vào nút xem thực đơn. Lưu ý, để có thể biết được lượng phân chia thực phẩm cho học sinh, anh chị nên nhập khối lượng sau khi nấu của các món ăn trong thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Tập tin sẽ tự tính toán khối lượng phân chia thực phẩm. Để xem lại các thực đơn mà anh chị đã tự tạo, chọn mục xem thực đơn đã tạo để truy cập lại các thực đơn đã lưu. Ngoài ra, anh chị cũng có thể truy cập nhanh vào các thực đơn đã xây dựng bằng cách di chuyển chuột đến bảng chào trên giao diện trang chủ, chọn nút quản lý thực đơn. Để xóa thực đơn mà anh chị đã tự tạo, anh chị chọn thực đơn cần xóa và bấm nút xóa thực đơn. Vừa rồi, các anh chị đã được hướng dẫn cách sử dụng chức năng tự tạo thực đơn từ nguyên liệu. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, anh chị vui lòng gọi số hotline 0283 911 7199 của dự án để được hỗ trợ. Xin chào và cảm ơn các anh chị.